Người dân ở quận Ghazipur, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ hôm 18 tháng 6 không giấu nổi sự bồi hồi xúc động sau khi một người lái đò vớt được một em bé 21 ngày tuổi bị bỏ trôi trên sông Hằng. Em bé nằm trong một hộp gỗ nổi bềnh bồng trên mặt nước, quấn trong vải đỏ kèm mảnh giấy với dòng chữ "Con của nữ thần Ganga". Người lái đò nói cảm thấy được nhiều điều phước lành kể từ khi mang bé về nhà. Thủ hiến bang Uttar Pradesh viết trên Twitter rằng chính quyền sẽ dàn xếp việc nuôi dưỡng em và lo việc giáo dục cho em trong tương lai. Nhà chức trách nói em bé hiện được chăm sóc tại một bệnh viện địa phương của nhà nước. Sức khỏe của em hiện đang ổn định. Sông Hằng được xem là một trong những con sông linh thiêng nhất của người Hindu. Họ tin là tắm gội ở đây sẽ rửa sạch mọi tội lỗi và được cứu rỗi khỏi vòng sinh tử.